Này, chúng tôi không bao giờ dám để mà nói, có nghĩa là chúng tôi phải viết sẵn những ý tưởng của tôi để chúng tôi có thể trình bày cho quý vị. Tuy nhiên chiều hôm nay thì chúng tôi xin mạng phép phá cái lệ đó. Bởi lẽ niềm vui của quý vị, niềm vui của chúng ta chiều hôm nay đối với người lãnh đạo chúng ta, cái niềm vui này là lần đến của chúng tôi gần 10 năm về trước. Khi được nghe tiếng Anh ra khỏi nhà tù, cái niềm vui này là đến với chúng tôi trong thời gian gần đây khi được tiếng Anh đến đất nước Hoa Kỳ. Và cái niềm vui chiều hôm nay được nhìn thấy anh nhiều dừng lại tại đây. Chúng tôi xin thật quý vị cho chúng tôi được nói như trong một tình nhạc. Anh Hường, anh lớn lắm quá. Anh Hường ạ, anh đã cho chúng em nhìn hành diện của anh lớn lắm. Đối với đời, cũng như đối với đạo. Ở cương vị một đại tá, ủy viên chính phủ. Anh sử dụng quyền đó ở trong tấm lòng và ở tấm cương vị theo cái tấm ngôn của tổ chức. Anh dùng cái bí, anh dùng cái trí và anh lại dùng cái dũng để anh sử dụng điều đó. Những ngày mất nước, những ngày anh ở trong lao tù của cộng sản, anh vẫn từ tài và những người bạn tù của anh đã cho chúng em được biết. Anh ở đó như anh đang đi một tài bằng hành. Mà cái tài này, cái thời gian học nó tới dài mà thôi. Ngày thằng ta lên đường ra tù, anh đem theo ba cái quần sọ, cái quần của dân thật sự. Và những chất liệu mà được bồi dưỡng ở trong trại tù, nó quý giá còn rất vàng, bởi lại đó là mạng sống, ví dụ như đường chẳng hạn. Mỗi lần được cấp phạt đường bỏ vào miệng, nhiều người được cắm khẩu. Vì cái đồ thèm chất ngọt nó đến mức độ như vậy, anh để dành cái phần đường đó lại để pha một ly nước đường cho một bạn tù của mình trong đơn hoàn ngàn. Thì nên đó là cái niềm hãnh diện của chúng em được có ở anh. Bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào thì trăm ngôn bi trí và dũng thì vẫn có ở chúng anh. Đối với tổ chức gia đình Phật tử, có những ngày em ngồi về gần anh để làm việc, có những ngày mà những người thân thương nhất của anh bước chân lên xe hoa, anh là người mang áo vest đến chuẩn bị đến dự lễ cưới. Nhưng công việc chồng chất cũng công việc, văn thư chồng chất cũng văn thư, để rồi hai anh em kéo nhau ra ăn phở. Biết rằng cái thuyền cưới nó đã tàn cái bụng giờ và công việc của anh em mình mãi có đến 5 giờ này chứ. Bằng tất cả những điều đó, anh chị em của chúng em khi đến đất khách quê người, chúng em đã nghĩ về anh, chúng em đã nghĩ về anh chị đã còn lại bên nhà. Và chúng em đã chọc chứng, chúng em đã vượt qua những khó khăn và như anh Tâm Nguyên đã thưa cùng anh. Ta yếu thân mềm như chị thân nhi, mà chúng em cũng đã lặn lội bằng xe, bằng tất cả những phương tiện chúng em có được để đi khắp đất nước Thế Kỳ và để tổ chức cho được tổ chức gia đình Phật tử. Và ngày hôm nay cái sự hàn hẹp ở trong căn phòng này cũng đã thưa, cũng đã gửi đến anh tất cả cái tấm lòng và tất cả những sự cố gắng của chúng em. Và chúng em nghĩ rằng cái món quà mà chúng em xin được gửi đến anh ở đây, tức là tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, gồm có 54 đơn vị và 5.000 đoàn viên, 700 huy chương. Chúng em xin thành kính để dâng lên anh món quà đó của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam.
Và cái phần thứ hai, dạ xin dạ anh đến đây luôn, giờ vì mời lại anh cũng rồi anh phải lên lại đây. Cái phần thứ hai mà chúng anh sắp thưa, lúc này anh đang nhanh lắm, nhưng mà anh cũng nhắn gì cũng không bằng cái tên thuộc tài của bạn không ai đâu. Anh nói rằng có các lý do rồi mà phải anh để tổ chức cơ cấu để mời anh sẽ lãnh đạo. Dạ thưa, những điều đó anh nhân thật, nhưng mà cái nguyên tắc của tổ chức nó không cho phép anh nhân như vậy đâu. Bây giờ đây mới là chính thức. Thay mặt cho ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam và Hoa Kỳ, nhân dân trường ban hướng dẫn trung ương cũng kính mời anh làm cố vấn cho gia đình Phật tử Việt Nam và Hoa Kỳ. Và những đóa sen như đóa sen cao tình thường, quý vị đã thấy ở trong buổi này của nhà cầm quyền cộng sản, anh vẫn tươi cười nở nụ hoa đỏ, vẫn hương thơm đỏ. Và chúng tôi nghĩ rằng trong những ngày sắp tới đây, cái đầm sen của gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ có nhiều khó khăn lắm, nhưng cái sự hiện diện của anh, chúng tôi khẳng định rằng như là một điểm tựa. Và từ cái điểm tựa đó thì một nhà bác học Tây Phương đã nói, cho chúng tôi một điểm tựa thì cho dầu quả đất chúng tôi sẽ xem được. Và ngày hôm nay gia đình từ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã có một điểm tựa, đã có người đánh cá, thì chắc chắn rằng bao gian nguy, bao khổ cực và bao khó khăn chúng tôi đều có thể vượt qua. Thì vì thiền sư hỏi cái người mình như thế này, bị bệnh gì vậy, như hà thì bệnh, thì cái người bệnh nói như thế này, vô môn thì bệnh, vì không nói được cho nên sinh ra bệnh. Chúng tôi bao nhiêu năm nay vì không nói được tiếng yêu tiếng thương đối với anh em cho nên chúng tôi bệnh. Vì vậy cho nên xin quý vị cho chúng tôi được giải bệnh chiều hôm nay, thành ra dù có người đã lâu một tí, xin quý vị hoan hỷ. Thưa quý vị, sau đây là cái mục mà tất cả đoàn viên gia đình Phật tử đều chờ đợi, không phải chờ đợi kể từ ngày được tin anh đến đây. Đó là nghe là tiếng nói thân thương của một người anh cả mà chúng tôi đã thưa, mặc dù anh là người đứng hàng thứ tư, nhưng mà quả thật anh là người tiêu biểu cho tổ chức gia đình Phật tử. Chúng em xin kính mời anh cả cho chúng em những cái lời khuyên bảo để từ nay chúng em có được cái hành trang chính chắn, được trao gửi từng người anh thân thiết của mình để đem hành trang đó phục vụ cho lý tưởng. Chúng em xin trân trọng kính mời anh, chúng ta cô mang, chúng ta xin hô Phật tử tất cả trả lời tinh thần tất cả sẵn. Phật tử! Dạ, anh cho bè cảm cả thị ngồi.